chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sớm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Vừa gọi là lá kỳ không đâu, mà từ đây đến ngày thầy trở về còn nhiều cái chứng bệnh xuất hiện lá kỳ nữa các bác. Đấy, tới khi những cái chứng bệnh đó rồi đó là Đức Thầy nói là lớp đào chết cởi thôi vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường. Đức Thầy nói những gì là đều có hết các bác, cho nên là thầy nói đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, do đó là bệnh lạ các bác. Nhưng mà từ đây tới ngày thầy về nó còn nhiều cái bệnh lạ nữa. Đức Phật ngài cho biết sau này đó có nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y còn phải phanh tay đứng nhìn. Tới cái ngày mà còn nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y còn phải phanh tay đứng nhìn đó, ngày tới đó là ngày thầy về đó. Tại Đức Thầy ngài có cho biết cái mốt đó, sau này tôi vắng mặt tín đồ tôi rất lâu, chừng nào chết tôi không chôn không kịp ông ấy về tôi mới về. Chừng nào tới cái ngày chết chôn không kịp tôi mới về. Lúc đó ông dùng lưu máy vú mà đựng nước, tôi múc nước cho bệnh nhân uống, nước múc không kịp, gánh không xiết, rồi tôi mới rưới chúng người nào là người đó hết bệnh. Đó là giai đoạn tôi trở về cứu tín đồ tôi, đó là từ đây về sau. Hôm nay không dài bao nhiêu, chết bao nhiêu dân đó. Rồi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ á là 50-60 ngàn người phải không? Nhưng mà cái đoạn này Đức Thầy nói là mình phải có chuẩn bị các bác. Chuẩn bị cái đoạn này các bác. Lớp đau chết cởi thôi vô số là không còn có con số đếm được. Nhưng cái trận dịch vừa rồi là còn số đếm được. Và cái trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Maroc này kia là mình còn tổng kê con số đếm được. Mà tới cái ngày mà cái bệnh mà đau chết mà thầy về cứu đến đồ đó ha, là cái này là thầy nói là không thể nào đếm được. Rồi lúc đó thầy nói là tôi múc nước chúng người nào người đó hết bệnh, đó là giai đoạn tôi cứu đến đồ tôi. Lúc đó trời đốt lửa tẩy trần cháy lụng xuống ba tắc, đến ngày lập đời thượng quân. Rồi Đức Trời Phật mới dùng phép màu là trời đà sắp đặt ly kỳ. Cái chữ ly là lìa, kỳ là lạ các bác, cho nên cái việc lạ. Cái tới ngày trả quả sau này nó có đặc biệt, con cá là trả quả là toàn là việc kỳ lạ. Và cái trả quả chúng sanh sau này nó là ầm mì. Cái chỗ ầm mì và cái chân châu kỳ lạ các bác. Trời đà sắp đặt ly kỳ. Ly kỳ lắm các bác. Cái chữ ly kỳ này là ngoài sức hiểu của chúng sanh, ngoài sức tưởng tượng, ngoài sức hiểu. Và cái việc ly kỳ là rất là việc lạ các bác. Thì việc lạ thế nào? Thì chúng tôi nói qua đó, những việc lạ sau này là nhiều việc lạ lắm, không thể nào tả nổi các bác. Nhiều việc lạ màu nhiệm ở, nói chung trong cái phái Bủ Sơn Kỳ Hương, Đức Thầy ngài cho biết sau này có nhiều việc kỳ lạ lắm. Đây là thầy giới thiệu các bác. Thầy nói đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Đây là cái ly kỳ thứ nhất. Ly kỳ ở năm non. Năm non là ở đâu? Ở trên miền núi Cấm cơ quá. Mà Đức Thầy ngài cho biết là rừng lắm cây đã thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài chờ đợi con hiền nói tục cổ tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Thì đó là cái việc kỳ lạ ở miền núi Cấm các bác.
Việc kỳ lạ ở trong cái phái Vũ Sơn Kỳ Hương, cái việc kỳ lạ ở miền bảy núi sau này Đức Thầy giới thiệu nhiều việc lắm đó quá. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Đây là Đức Thầy giới thiệu cái kỳ lạ quá. Mà cái kỳ lạ này Đức Thầy nói là trời đà sắp đặt ly kỳ, quá ly kỳ đó quá. Có đoạn Đức Thầy nói cái ly kỳ chỗ này cũng đặc biệt đó này cô bác. Đức Thầy nói là cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa. Cổ ngữ là lời xưa các bác, hằng ghi lời xưa, hằng ghi chép lại. Thầy thậm khổ đa là cái cảnh khổ từ đây, cái buổi từ buổi Hạ Nguyên chuyển sang qua cuộc đời Thượng Nguyên Thánh Đức là nó thậm khổ đa, là nhiều khổ lắm quá. Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa, tận diệt nhân gian trực tiên khoa. Vậy cho nên cái việc ly kỳ ở miền năm non bảy núi, cái việc ly kỳ ngày Lão Hội Long Hoa sau này là đặc biệt lắm, cô Đức Thầy giới thiệu. Vậy là tận diệt nhân gian trực tiên khoa, Đức Thầy cho biết là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại Thượng Nguyên. Tự nào giờ cô bác và chưa đồng đạo có thấy phép màu chưa? Chưa thấy phải không? Vậy cho nên là việc này là việc lạ, việc lạ kỳ chưa từng thấy, phải không? Việc chưa từng thấy cho nên mới gọi là việc kỳ, việc lạ. Mà thầy đây là thầy giới thiệu cái lạ kỳ ở miền năm non bảy muối, cái việc lạ kỳ ở miền Sắc Sơn sau này. Nhưng mà muốn thấy cái việc lạ kỳ này, cô bác cùng chúng tôi phải ráng cố gắng lo tu. Tại vì là chỉ có con đường lo tu, có đủ đức hạnh, có khổ phước duyên như thế nào thì chúng ta mới vào trong cái bốn thẻ, mới vô trong bốn thẻ dự đại hội Long Hoa rồi mới thấy cái việc lạ kỳ này. Vì vậy cho nên là thầy nói muốn xem được Phật được trời, à, chỗ này đặc biệt nữa cô bác đồng đạo. Từ nào giờ cô bác đồng đạo ai thấy Phật và trời chưa? Mà thầy giới thiệu muốn xem ở đâu thì cũng ở miền bảy núi đó. Bởi thầy nói trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bá quý. Muốn xem được Phật được trời thì là hãy ráng nghe lời giải răng. Mà gặp Phật gặp trời gặp ở đâu thì cô bác mình ráng tu đi. Sau này Đức Thầy giới thiệu là ở miền bãi núi đó. Tại vì là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ. Cái chữ ly kỳ là việc lạ nữa đó. Cái báo ngọc ly kỳ năm non này từ nào giờ có ai thấy chưa? Không có thấy, hay không? Cho nên mình là người có duyên với Phật với thầy, cho nên là mình mới tin lời của thầy giới thiệu, là thầy giới thiệu là việc ly kỳ ở miền năm non bảy núi sau này sẽ có. Cho nên mình là người có duyên với cái đạo, có duyên với Phật, mình tin. Chứ Đức Thầy đây là Đức Thầy giới thiệu những việc lạ kỳ mà. Còn Đức Thầy nói là những việc lạ kỳ nay có hay chưa, thầy hỏi đó. Cô bác mình thấy cái việc lạ kỳ không? Bây giờ mình nói cái bệnh dịch rồi đó, bệnh đó là có lạ kỳ không? Bệnh đó từ gáy giờ có không? Cái bệnh năm 2019 được rồi đó, cô bác mình xảy phải xảy ra cái cơn dịch, bệnh dịch khắp cả toàn cầu chịu đau khổ đó. Cô bác mình thấy cái việc đó là phải lạ kỳ không? Vì vậy cho nên là cô bác mình thấy là cái việc lạ kỳ nói từ xưa nay rồi, tự nhiên là thầy nói là đau nhiều chứng dị kỳ khó cởi. Cái bệnh được rồi đó, cái bệnh dịch được rồi đó, cô bác mình thấy có phải là cái bệnh dị kỳ không hay không? Cái chữ ly kỳ này là nó việc lạ, cái bệnh lạ. Nhưng mà thầy nói là còn nhiều bệnh lạ lắm nghe cô bác. Từ đây về sau không phải ngoài cái bệnh dịch ra mà là việc lạ không đâu. Từ đây tới ngày mà thầy về để lập hội Long Hoa đó, còn nhiều cái bệnh lạ lắm đó. Đức thầy là một vị Phật biết trước sự việc, cho nên Đức Thầy mới phiên tất cả tín đồ nên nhớ, nên phải nghe lời thầy chỗ này nè. Từ đây hai ốm hai đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Vậy cho nên là cô bác mình thấy không, Đức Thầy nói những gì là đều có hết cô bác.
Cho nên là thầy nói đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, vì đó là bệnh lạ quá. Nhưng mà từ đây tới ngày thầy về nó còn nhiều cái bệnh lạ nữa. Đức Phật ngài cho biết sau này đó có nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y còn phải phanh tay đứng nhìn. Tới cái ngày mà còn nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y còn phải phanh tay đứng nhìn đó, ngày tới đó là ngày thầy về đó. Tại đức thầy ngài có cho biết cái mốt đó, sau này tôi vắng mặt tín đồ tôi rất lâu, chừng nào chết tôi không chôn không kịp ông ấy về tôi mới về, chừng nào tới cái ngày chết chôn không kịp tôi mới về. Lúc đó ông dùng lu máy vú mà đựng nước, tôi múc nước cho bệnh nhân uống, nước múc không kịp, gánh không xiết, rồi tôi mới rưới chúng người nào là người đó hết bệnh. Đó là giai đoạn tôi trở về cứu tín đồ tôi. Đó là từ đây về sau nó còn không phải cái bệnh dịch vừa rồi là lạ kỳ không đâu, mà từ đây đến ngày thầy trở về còn nhiều cái chứng bệnh nó xuất hiện lạ kỳ nữa các bác. Đến cái tới khi những cái chứng bệnh đó rồi đó là đức thầy nói là lớp đau chết cởi thôi vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác khắp thế giới, cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Như vậy là cái con số mà từ ấy giờ tổng kê cái chuyện bệnh dịch ha, rồi nào là chiến tranh ha, rồi nào động đất ha, là tổng kê lại con Nga đánh Ukraine không dài bao nhiêu, chết bao nhiêu dân đó, rồi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ á là 50-60 ngàn người phải không? Nhưng mà cái đoạn này đức thầy nói là mình phải có chuẩn bị các bác, chuẩn bị cái đoạn này các bác, lớp đau chết cởi thôi vô số là không còn có con số đếm được, nhưng cái trận dịch vừa rồi là còn số đếm được, và cái trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ở Maroc này kia là mình còn tổng kê con số đếm được. Mà tới cái ngày mà cái bệnh mà đau chết mà thầy về cứu đến đồ đó ha, là cái này là thầy nói là không thể nào đếm được. Rồi lúc đó đức thầy nói là tôi múc nước chúng người nào người đó hết bệnh, đó là giai đoạn tôi cứu đến đồ tôi. Lúc đó trời đốt lửa tẩy trần cháy lụng xuống ba tắc, đến ngày lập đời thượng quân, rồi đức trời Phật mới dùng phép màu lập lại thượng quân. Vì cho nên là đức thầy giới thiệu là cái ngày ly kỳ sau này ở miền năm non bảy núi đặc biệt lắm cô bác và chư đồng đạo ơi. Màn bí mật non đài khi dán, kẻ lành tâm sẽ được đến xem, ngọc muôn màu kết tụ làm rèm, lầu dạng nóc nhìn xem mỗi mắt. Màn bí mật là cái từ nào giờ đó là ở trong nước cấm nó có những cái bí mật gì? Đền vàng lưu ly sa cừ sách châu mã não đầy đủ trong đó, san hô phách là nói chung là những cái bí ẩn ở trong vực năm non bảy núi đó ha, đức thầy giới thiệu đó ha, ham dữ lắm đó, cô bác ơi. Đức thầy nói nè, phương nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hồ phách mấy tòa đại cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần não nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tội lương đóng chào người chân tu. Đó, cái này là ly kỳ đó, ly kỳ đó các bác, ly kỳ ở miền năm non bảy núi đó. Vì vậy cho nên là phương nam rạng ngọc chói lò lưu ly hổ phách, đó là còn nằm ở trong vực năm non bảy núi đó. Vì vậy đức Phật ngài có đoạn ngài các ngài cho biết là màn bí mật non đài khi dán, kẻ lành tâm sẽ được đến xem, ngọc muôn màu kết tụ làm rèm, lầu rạng nóc nhìn xem mỗi mắt.
hương vô tận thơm bay nồng nặc, gót thần tiên nện khắp gần xa, nơi đâu mà cũng có muôn hoa có hằng hà Đức Phật. Thế nào giờ cô bác có thấy Phật không? Cho nên sau này á, khi mà biết mặt khi nào nó là khi dán tới ngày mà sấm vang thì lộ bản vàng đó, là nơi đâu mà cũng có muôn hoa có hàng ngàn Đức Phật. Quá thấy cái việc này, cảnh quý báo hiện trên mặt đất đâu xa xôi mà nhân vật nghi ngờ, hãy ráng tu đặng có hưởng nhờ, ráng nghe kỹ lời đây mất trước. Thấy không? Cho nên cái màn bí mật mà dán ra rồi các bác thấy rồi là thấy là màu nhiệm lắm, mà nhưng mà muốn thấy cái cảnh ly kỳ này, muốn thấy cái việc lạ này, các bác mình phải nghe lời thầy, với nghe lời thầy mình phải ráng gắng lo tu tinh tấn nha các bác. Nếu mà ai tu còn chần chờ còn giải đãi thì ráng tu tinh tấn lên, còn các bác nào chưa có tu thì kỳ này phải ráng nghe lời thầy các bác ơi. Hồng trần cảnh khổ xiết bao khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Hiện giờ các bác mình thấy khổ tùm lum hết các rắc nơi hết trơn rồi. Nào nước dân, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma. Bệnh căn là có rồi. Ngày sáu bắc cầm tha chỗ này trả quả cũng ly kỳ đó. Mà chút xíu lên tới sáu bắc cầm tha mình nói thêm. Bây giờ mình nhắc qua cái dân thôi, hồi mình tỉ mỉ lại sáu bắc cầm tha thế nào. Cho nên cái từ nào giờ các bác mình thấy sáu bắc cầm tha chưa? Cho nên cái việc này thầy nói là đến ngày trả quả ầm mì mà ly kỳ mà. Cái việc trả quả này nó ly kỳ lắm. Bởi vì trời đà sắp đặt ly kỳ mà. Nào là sáu bắc khùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan quan. Giặc giả cửa nhà tan quan có chưa có bác đồng đạo. Rồi nào bom phá nổ gian trời đất. Nó có bác thấy phá nổ gian trời đất không? Thì tự nhiên đó có bác thấy không? Nào bom phá nổ gian trời đất. Cái ông Hamas tự nhiên ông bắn qua 500 tên lửa bên Israel đó là thấy nổ gian trời đất rồi là khủng bố, làm cho tất cả dân loại đang khổ về phần chiến tranh. Nào bom phá nổ gian trời đất, nào lửa hồng trái rợp khóc cùng, kẻ thời ôm chiếu ôm mùng, bồng con bế cái có đùm có đeo, con đó khát khóc kêu đòi bữa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi, cũng còn lại có nhiều khi mẹ cha nở dạ ăn thì thịt con, kẻ đã chết người còn thôi thớp, đến các loài gia súc không còn, ăn luôn của chúa của thơm, cành cây ngọn cỏ không còn một lá đeo. Các bác mình thấy cái cảnh mà Nga đánh Ukraine hổng dài thời gian các bác, những cái nơi nào mà thường đánh giặc hoài nơi đó không mà ăn được, mà cái nơi nào mà bị bơm bỏ đánh hàng ngày tan quan rồi nơi đó không bằng được, mà nhiều khi đến khi mà ăn luôn củ chuối của thơm, cành cây ngọn cỏ không còn một lá đeo, lũ ruồi lằn hánh lánh theo hơi thúi bay đầy đồng đầy bụi kêu reo, nào thay người chết như bèo, kênh kênh quạ quạ ó diều bỏ ăn. Cho nên hổng dài Nga đánh Ukraine với Hamas đánh Israel đó là mới có nhóm nhỏ thôi đó. Tới cái đoạn mà thay chết như bèo này là tới cái đoạn là khắp thế giới đang đụng với nhau đó các bác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cái đoạn này nó mới khủng khiếp đó. Vậy cho nên Đức Thầy nói là mẹo đã hết, rồng bay dơ dẳng, khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họ sáo xào, rã rời phụ tử máu đào nhuộm tuôn, thương quá chức bất cuồng tâm não, quyết của người dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng, tràn trời khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Đó là lời ước mơ của Phật và của Thầy cho tất cả đại đồng nhân loại, chúng cả chúng sanh cả thế giới được mưa hòa gió thuận. Đó là cái lời, cái lòng ước mơ của chư Phật và tổ thầy và chư Bồ Tát, lúc nào cũng muốn chúng sanh an vui không có đau khổ. Lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai, từ cổ với kim không lọt một ai hết trơn. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Cái luật nhân quả từ xưa nay, thường thường ta nói là lưới trời, cái là thầy nói đó, tứ lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt một người nào hung ác hết trơn các bác. Lưới trời lồng lộng nhưng mà không lọt một mãi lông nhỏ, như vậy mới gọi là luật nhân quả cao diễn nha các bác. Nghĩa là
Luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Hay là trồng bóng kiển giống chi hưởng nấy. Đây là Đức Thầy nói về nhân quả đặc biệt các bác. Khi mà cô bác và cùng chúng tôi gieo nhân lành thì được hưởng quả lành. Còn nếu gieo nhân ác thì phải gặp quả dữ, quả khổ các bác. Vậy để chủng qua quần đắc qua, chủng đậu quần đắc đậu. Nghĩa là nếu mà chúng ta trồng cái gì thì nó sẽ hưởng trái nấy các bác. Đức Phật nói là nếu mà trồng ăn chanh muốn ngọt ngào đâu được. Ăn chanh mà muốn ngọt làm sao có ngọt chứ các bác làm đạo. Đây là nói nhân quả nha. Đây là Đức Phật ví dụ đó. Mình đem trái chanh mình ăn, hay là mình đem cái hạt giống chanh mình trồng mà kêu lên trái ngọt, có không? Như vậy là nó không có đúng rồi đó. Như vậy là nếu mà trồng trái chanh mà nó chỗ qua trồng chanh chua mà nó chỗ lên trái ngọt là nhân quả nó không có cao á. Vì vậy cho nó là trồng chanh thì hưởng quả chanh, trồng chanh mà muốn quả cam sành được đâu. Vì vậy cho nên ăn chanh mà muốn ngọt ngào đâu được. Làm giữ mong có phước là khó thay. Nếu mà mình làm việc tội lỗi, việc ác thì mình muốn có phước là khó lắm các bác. Hàng ngày thân khẩu ý chúng ta còn vi phạm 10 điều ác, mà việc này mình muốn có phước là việc này khó lắm các bác. Thân nghiệp, nghĩa là chúng sanh là vi phạm 10 điều ác này mà phải chịu cảm những cái quả khổ các bác. Cho nên là thân nghiệp tội lỗi do sát thân gây nên, khẩu nghiệp tội lỗi do miệng lưỡi gây nên, ý nghiệp tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ba nghiệp chướng ấy khiến con người phạm 10 điều ác kể ra sau đây. Nói về ác sát sanh. Một, thân nghiệp sanh ra ba điều ác. Một, sát sanh. Hai, đạo tặc. Ba, tà dâm. Bây giờ mình nói cái ác sát sanh. Cái ác sát sanh bây giờ đó là cái sát sanh đó, khi mà con người mà còn nghiệp sát rồi đó, nó có. Thầy nói là luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng là một ai. Trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy. Cho nên mình bị đọa vào cảnh giới đau khổ địa ngục là cũng do tâm làm quấy các bác. Dời thiên đàng tâm mấy tạo ra cũng do tâm khởi không à. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Nếu chúng ta muốn lên thiên đàng thì chúng ta phải tu thập thiện. Chúng ta không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không lưỡng thiệt, không ác không nghĩ ngôn, không ác khẩu, không giọng ngữ, không tham lam, không sân nộ, không mê si thì chúng ta dời thiên đàng chắc chắn. Còn địa ngục cũng tại tâm làm quấy là do chúng ta vi phạm 10 điều ác cơ quá. Như vậy là 10 điều ác mà Đức Phật nhấn mạnh vào cái ác sát sanh. Thì khi mà con người mà mình còn sát sanh, mình còn vi phạm 10 điều ác thì nhân quả nó có 3 phần. Nhân quả nó có 3 phần các bác. Một là hiện báo, hai là sanh báo, ba là hậu báo. Như vậy là khi mà con người mình mà gieo cái nhân, nó có 3 phần nhân quả các bác. Nghĩa là nhân hiện tại, nhân quá khứ và nhân quả hiện tại, quả quá khứ và quả vị lai. Thì hôm nay chúng tôi đã kể về cái mối chuyện luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Đời hạ nguyên chết sống lẻ thai, thời xưa trả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Nghĩa là đời này là mình gieo nhân là nó sẽ trổ quả trước mắt, thì đó là gọi là hiện báo. Rồi khi chúng ta chết sanh lên để trả quả thì đó là sanh báo. Rồi khi chúng ta nhiều tiền kiếp sau mới trả quả thì gọi là hậu báo. Vậy là luật nhân quả nó có 3 phần: sanh báo, hậu báo, hiện báo và hậu báo. Thì nó có 3 phần quả báo. Mà hôm nay Đức Phật Ngài cho biết là luật nhân quả không bao giờ trật. Gieo giống nào thì mọc cây ni, trồng từ bi chỗ trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Việc lành giữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Nếu chúng ta tạo việc dữ thì phải trả quả dữ, mà trồng cái lành thì trả quả lành. Cõi ta bà bất luận gái trai,
tin như thế không ai phạm tội. Nếu mà mình tin mà gieo nhân nào cũng có nấy như thế, nếu mình tin chắc chắn như vậy đó thì cô bác mình không dám gieo nhân ác. Cô bác ngặt con cái mình không hiểu đạo với mình không tin luật nhân quả cho nên mình mới gieo nhân tội ác. Nhưng mà khi mà giống đã gieo rồi đó là sau này nó có cái tới cái ngày gặt hái đó, cô bác mình thấy là nó gấp bội lắm nghe. Đức Phật nói là xưng một hạt giống gieo thu gặt nghìn thóc mễ, người đời tạo dữ lành quả báo y như thế. Bây giờ một hạt giống mình gieo hạt lúa xuống, qua tới mùa cô bác mình gặt hạt lúa hơn nhiều. Vậy cho nên là khi một cái cây lúa nó lên, khi cây lúa lên rồi nó nảy ra chồi lá nhánh này kia, nó lên nó đâm chỗ lên một bụi lúa, một hạt lúa mà lên một bụi. Đến ngày tới mùa của bác mình gặt, nghĩa là một hột lúa thôi, nhưng mà sau này nó lên tới một nắm lúa lên cô bác. Xưng một hạt giống gieo thu gặt nghìn sóc mễ, người đời tạo dữ lành quả báo y như thế. Cái quả báo nó còn nảy đỏ rất là nhiều các bác. Giống như bây giờ mình gieo lên một cái cây xài, rồi đâu phải mình hưởng trái xài đâu các bác đồng đạo. Mình gieo một cây xài, nhưng mà tới ngày tới cái khi mà cây xài lớn lên rồi, nó giúp cho con người mình bao nhiêu cây, bao nhiêu quả. Vì như vậy là đến cái ngày gặt quả rất là nhiều quả. Như vậy là người đời tạo dữ lành quả báo y như thế các bác. Vậy là đọc chỗ này rồi cô bác cùng chúng tôi ráng cố gắng, mình nên tin nhân quả, nên gieo việc lành cô bác, đừng có gieo việc ác. Nếu mà chúng ta gieo cái việc ác thì nó sẽ sanh sôi nảy nở quả khổ nhiều lắm, quá khổ dữ lắm. Còn nếu mình gieo việc lành thì cái quả lành nó sẽ sanh sôi nảy nở đặc biệt lắm cô bác ơi. Đức Thầy cho biết là trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắc. Rồi nếu mà mình gieo cái việc ác rồi đó thì khi cái quả nó lên rồi thì lúc đó mình chạy trốn đâu cũng không khỏi hết trơn các bác. Giống đã gieo người dẫu có quên, đến ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không để cho lòng suy tính, sau mới ngăn ngừa cũng không xong. Nghiệp tới rồi dẫu bực tiên ông, cũng phải chịu chứ không tránh nổi. Như vậy là mới gọi là luật nhân quả thật là cao viễn đó các bác. Suốt cổ kim chẳng là một ai. Vậy cho nên thầy nói là trời đà sắp đặt ly kỳ, đến ngày trả quả ầm ì biết bao. Trả quả ầm ì lắm cô bác như lòng đạo. Thì để chúng tôi cởi cái mẫu chuyện nhân quả mà khi mà chúng ta gieo thì nó sẽ trổ lên cái quả hiện tại cô bác, đó là hồi xưa trả báo thì chày, đời nay quả trả báo như những tiền. Thì chúng tôi kể cái mẫu chuyện khi Đức Thầy mà còn ở tại Tổ Đình đó. Có một bữa nọ, ông này ông chở đứa con đến, mà đứa con của ông bệnh đó là trong mình nó nổi lên hết sức, là trong mình nó nổi nhiều cái mục sằng xù, nó không như y gian lại con cái xấu rồi đó. Thì lại nhờ Đức Thầy chỉ bệnh, Đức Thầy mới nói quay qua nói ổng là tại vì ông giết cả mẹ lẫn con người ta cho nên hôm nay ông quả gặp quả báo như vậy. Thì cái ông này ổng mới ngơ ngác, ổng mới nhớ lại hoài, ổng ngồi trầm tư mặc tưởng. Tại vì là Đức Thầy nói mình giết cả mẹ lẫn con người ta cho nên hôm nay con của mình mới mang cái chứng bệnh, mà mang cái chứng bệnh là lo hết tiền hết bạc khi mà từ khi mà cái thằng con mình nó nổi lên chứng bệnh. Tại vì ổng kể Đức Thầy nghe đó, khi mà con nó nổi lên chứng bệnh đó là chạy chữa thầy thuốc muốn hết tiền hết bạc đó quá, mà cái chứng bệnh gì mà lạ còn lùng là nó nổi con bằng y gian cái con cái xấu gì đó, mà ở trên nhà nó không có chịu đem nó cột, nó giờ nào nó cũng muốn đi, nó muốn xuống nước nó nằm hết chứ. Nếu mà đem xuống nước nằm thì nó thấy đỡ đau, nó thấy dễ chịu, mà đem nó lên bờ thì nó thấy khó chịu. Vì vậy cho nên là thường thường là ông cha ông đem cột ở dưới nó ở dưới nước các bác. Đó là ông kể lại cho Đức Thầy nghe đó. Cho nên Đức Thầy nói đó là cái quả báo ông giết mẹ lẫn con người ta cho nên là hôm nay gia đình ông đã bị cái quả báo đó.
Cho nên ông mới ngồi suy nghĩ cái quá, con nói dạ thưa thầy, con từ ấy giờ đâu có giết ai đâu. Nhưng mà là bạch thầy, gia đình con là làm cái nghề chùa cá, là cái nghề đâm cá đó. Mà một ngày nọ gia đình con đâm được cái con cá sấu rất là lớn, đem về mằng. Thì không ngờ cái con cá sấu này nó có chữa. Rồi là trong khi đó là khi giết cá sấu mẹ rồi thì cái mằng ra thì đứa con nó chết luôn. Thì con chỉ có giết con cá sấu với đứa con vậy thôi thầy, chứ con đâu có giết người. Thì đức thầy đó nói đó, thì ông giết cả lượt hai mẹ con người ta đó. Vậy cho nên hôm nay, tại vì cho nên hôm nay gia đình ông phải bị quả báo vậy đó. Đức thầy mới dạy thêm, đức thầy nói là sanh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn với nhân loại vậy. Thế nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng. Vì vậy cho nên hôm nay gia đình ông đã bị cái quả báo khổ này là do cái nhân của ông gieo. Ông giết luôn một lượt cả mẹ lẫn con người ta. Cho nên hôm nay những cái quan hồn đó nó đang theo gia đình ông để nó đòi những cái món nợ. Vì vậy cho nên nó là ông cởi đó, thì thầy nói đúng. Là gia đình con đó bằng thì có tiền lắm, bằng cái nghề cá đó, nghề đông cá, tiền bán ầm, tiền bán thấy tiền ham dữ lắm luôn. Nhưng mà lây quay rồi thằng con nó phát bệnh lên, rồi từ ấy giờ là gia đình hết tiền luôn. Còn nhiều khi bán của bán cải là lo cho nó, từ ấy mà chưa hết bệnh nữa đó thầy. Vì vậy cho nên đức thầy mới quay qua dạy ổng rồi, thì là đức thầy mới quay qua khuyên cái người bệnh đó, và con cá sấu đó nó nhập vô đó. Thì đức thầy nói đó là gì, cho nên ông giết là lẫn mẹ lẫn con người ta. Cho nên là hôm nay con của ông nó đã bệnh giống như gian là cái con cá sấu vậy đó. Vậy nên là ông cởi đó, khi mà đem nó xuống nước cột ở dưới thì nó khỏe, nó dễ chịu. Mà đem nó lên bờ nó thấy khó chịu, các bác thấy không, cái quả báo không? Cái gian là cái quan hồn gì, hai ba con cá sấu nó theo nó đầu vậy đó. Giờ nào nó cũng ăn, nó cũng còn là quan tương báo. Thầy nói là gây nghiệp dữ, quan tương báo. Vì vậy cho nên các bác còn thấy đó là cái hiện báo. Khi mà mình giết một cái mạng con vật hay là giết một cái mạng người, thì cái luật nhân quả là không bao giờ là mình khỏe được các bác. Tại vì luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của ngài, thông thả thiệt các bác. Mình kinh nghiệm lại là cái quãng đường mà mình dòm và dòm những người mà xung quanh, những người mà làm những cái nghề chùa cá đó ha, mấy người đâm cá đó ha, là tuy là có tiền thiệt, nhưng mà lây quay họ vẫn khiến cái việc này việc kia nọ, là gia đình cũng vẫn hết tiền. Mà nhiều khi tới khi bán tài sản ra để mà lo gia đình, gác ba cái lưới dài nôm lên rồi là hết tiền quá. Thì chính gia đình tôi cũng vậy. Khi mà gia đình tôi có quá, con thấy là làm cái nghề cá đó, khi xưa bán tiền thấy ham lắm. Đến khi mà lây quay rồi gia đình người này bệnh, người kia đau, người kia ốm, rồi lây quay gia đình cũng vẫn thiếu trước khục sau, quá khổ đau vô cùng. Mà hiện tại bây giờ chính chúng tôi bị cái quả. Tại vì sao? Tại vì là xưa trả báo thì chạy, đời nay trả báo một giây nhắn tiền, nhờ cái sức có tu đó. Chứ nếu không tu đó là chưa chắc mình còn ở đây để nói chuyện với cô bác đồng đạo nữa đó. Tại vì khi mà Đức Phật nói đó, con người mà sát nghiệp nhiều quá đó, người này sẽ giảm thọ, giảm phước. Còn cái người nào mà thường phóng sanh làm phước bố thí đó, giúp đỡ cho đời, người đó tăng thọ nha. Cái nhân quả ba đời của Phật dạy đó. Cho nên cái người mà thường phóng sanh, người thường làm phước thiện đó, giúp ích cho đời đó, người này tăng thọ. Mà cái người mà thường làm việc ác tội, nhất là cái nghiệp sát sanh, người này sẽ giảm thọ, giảm phước lắm, gia đình người đó khổ lắm. Thì chính chúng tôi đây, nếu mà tôi đây mà không có phát tâm tu sớm đó, chứ chưa chắc gì tôi còn ở đây, chắc chắn là coi chừng là bị những cái cơn bệnh nặng mà chết rồi đó. Tại vì mà lúc trước sau này đến ngày trả quả ầm mà biết bao, hay là địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng, ta mới tạo ra cái tử tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Hay là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khổ hình, ti lứa trời thưa rộng thinh chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước linh tinh, phạt cái thưởng hai đường tỏ rõ. Khi mà chúng tôi làm nghiệp sát mà tôi nghe tới cái đoạn này là tôi giật mình rồi đó, giật mình rồi. Rồi đó là xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, đó biết có nơi địa ngục,
nào là chảo dầu sôi ùng ngục, nào là dồi lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đao kiếm lâm chơm, nào là thứ lửa phần phần cháy, ác thú không biết bao nhiêu, loại yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đích bàn trong đầu chậu máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì giác búa to ra bữa, con thì đem cây chĩa ra đâm, con thì đem dao lớn đến bầm, con thì cố hé xé thành hai thỏi. Khi xưa mà tôi, cái bàn tay của tôi sát giết một cái, cô bác không có gớm. Cá lóc mà đem lên đó, là cô bác thấy không? Đây là mình bữa nay khai tội nha. Cá lóc đem lên nó đầu mình đập con này, đập con kia rồi, đập rồi ta dãy tơi tơi, ta nằm đó cũng còn ngoan ngoan nha. Bắt đầu mình lấy cây đó, sọt từ cái họng người ta mà chỗ lên cái chỗ đó cái đít luôn. Rồi như vậy mà chưa tha đâu, bắt đầu đem lên nướng cá nó dãy tơi 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 nó chết rồi mình nướng lặt qua lặt lại rồi cho bắt đầu mình thử vô mình nói ngon thơm, bắt đầu mình mới bời mời bạn bè lại nhậu nhẹt nặng chanh muối này kia nhậu rồi ăn vô cái nó nghe tiếng ngon ác, ngon ác, ngon ác gì vậy. Cho nên lúc mà ngon ác rồi lúc đó là mình chưa có hiểu đạo. Khi hiểu đạo nghe tới cái lời thầy nói đó là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, lúc này nghe giật mình nữa. Từ ấy giờ mình chưa có đủ duyên mình nghe giáo lý của thầy, cho nên lúc đó mình còn gây tội. Còn tới khi mà thầy nói là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống gia đình, vậy là mình nói chứ mình hiện giờ mình còn sống, mình ăn uống cắt cổ lột da chúng sanh để mình ăn ngon miền khoái, ngon mồm khoái khẩu mình. Mà hôm nay đức thầy nói khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống gia đình để chỉ tội những người nào gây nghiệp, để trừng phạt những người nào gây nghiệp tội. Cho nên lúc đó là mình giật mình các bác. Vậy đó, nào là chảo dầu sôi ục ngục, nào là dồi lúc nhúc khai cơm, nào là rừng đao kiếm lâm chơm, nào là thứ phở phần phần trái, ác thú không biết bao nhiêu, loại yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đích bàn trong đầu chậu máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mọt ngựa, con thì giác búa to ra bữa, con thì đem cây chĩa ra đâm, con thì đem dao lớn đến bầm, con thì cố xé thành hai thỏi, con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút găng con chặt thỏi hẻo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà cởi hết. Cởi nhiêu đó Đức Phật nói khởi chưa hết đó, nhưng mà mình đọc nó đây ốc nổi rồi, lúc này là sám hối rồi. Rồi Đức Phật có nói tiếp, khổ khi sống, khổ trong khi chết, khổ hồn linh, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ vô ngần, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Vậy là mình mới ngầm suy nghĩ lại, mình nói tại vì mình tội ác thì người ta mới bắt mình xuống, người ta mới hành phạt. Chứ bây giờ mình không phạm tội ác thì sao mà ta đem xuống địa ngục ta trừng phạt. Thì giống như bây giờ mình nhớ lại, giống như ở thế gian này, những cái tù của nhà nước đó, lực pháp nhà nước đó, là ta đem ra nhốt những người nào dân xã hội đen, dân hút chích, dân cướp, dân giết người, dân cướp của, dân lường gạt, dân ăn hú lộ đó, cho nên cái tù thế gian ta mới nhốt. Chứ cái người công dân tốt, cái ấp văn hóa, xã hội văn hóa thì thế gian nhà nước ai nhốt vào tù làm chi đấy, cho giữ vô cực. Cho nên suy nghĩ là vậy phải rồi. Như vậy là hôm nay có cảnh địa ngục trừng tội là đúng rồi, đáng quá rồi. Tại vì do mình đập đầu các cổ chúng sanh, mình ăn cho nó miệng nó ngon nè, mà nó không có ngon lành, cho nên nó ngon ác. Cho nên ngon ác rồi mới có cảnh địa ngục. Chứ nếu mà mình là phát tâm sớm, mình ăn chay, ăn ngon lành thì ngon rồi. Giống như giờ anh em mình nó xúm nhau tổ chức một bữa tiệc, cái đầu mình lấy mua tàu hũ, mua núm này kia nọ, cái đầu mình lấy rau này kia, rau quả này kia ha, đem vô mình bắt cái lẩu, cái đầu mình ăn, anh em ăn, nhưng mà lúc này nó đổi lại là ăn ngon lành chứ không còn ngon ác nữa. Vì vậy cho nên là những cái khi mà nghe tới đó rồi mình giác ngộ trở lại của Pháp. Đức Phật nói là khổ, cho nên là bởi cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến dắt hết mong, chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp, hiện thời ráng chừa xong ác nghiệp, việc thiện lương nên tiếp tục làm, dù khó khăn cũng ráng gìn kham mối đạo pháp. Cứ phân đi tới sát nghiệp nhiều là sanh lên ở thế gian này, người đó thường yếu, thường bệnh hoạn và đau những cái chứng bệnh ngặt nghèo, là cái người đó là thường sát sanh nhiều. Như chứng bệnh ngặt nghèo là Đức Thầy nói là nào là cơn tỉnh cơn mê, tay chân nhức nhói, gan ruột quặn đau, phổi héo tim khô. Tại lúc trước cá lóc mà mình đâm vô nát ruột ta, rồi mình lấy ruột mình ăn mình còn nói ngon này non kia đó, rồi lúc này mình đau qua gan ruột quặn đau, rồi phổi héo tim khô, da teo huyết cạn,
kẻ mang lao mang tổn phương đàm ho xiển, người thì đuôi cùi lỡ lối bại sụi sưng tơi, than thuốc khẳng an khẳng nguyền chẳng giảm, cầu sống chẳng đặng cầu chết chẳng xong. Vậy là lo do gì? Cũng đều do nguyên nhân nghiệp sát. Chứ Đức Phật mới khuyên mình đó, nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến dắt hết mong. Vì vậy cho nên chúng tôi đã giác ngộ kịp lúc, cho nên giác ngộ trở lại con đường lành, lo tu thân hành thiện hàng ngày, niệm Phật và lại Phật, sám hối và dán quán phóng sanh. Mà như vậy cũng phải còn trả cái nghiệp nhẹ các bác, chuyển đi cái nghiệp nặng, chuyển đi cái nghiệp nặng là đau những cái cơn bệnh nặng. Và nhờ mình phóng sanh tu hành cho nên hôm nay mình không có chết yểu, mà mình trả là mỗi tháng đều mình trả quả hết chứ các bác. Tại vì sao? Giờ nào cũng uống thuốc hết chứ. Cái thân dờm của bác mình dờm vậy đó, dờm cái thân tôi là biết cái thân này thân nghiệp quả rồi. Tại vì giờ nào cũng uống thuốc, giờ nào cũng bệnh, không bệnh nhức răng thì cũng bệnh sổ mũi, không bị sổ mũi thì cũng bị nhức đầu. Nhức đầu là do cái nghiệp gì? Nhức đầu là lúc trước đã bọc cá lóc. Nhức răng là do cái nghiệp gì? Nhức răng là lúc trước nhai cái nhai xương cá thịt của chúng sanh. Cho nên lúc nào răng nó cũng lây quay vài ngày, nó nhức một cái đến khỏi hết, nó nhức tới bằng tới cái đầu luôn. Mà lây quay ha, bảo đảm không, mình nói nó quá đáng chứ, ngày nào đi lắm tuần về là nằm phải ôm cái đầu của bác là bị nhức đầu, là do lúc trước mình đập đầu cá quá nhiều, rồi nhất là móc hầu cá linh, rồi cắt cổ cá sặc gì ưa các bác thấy, rồi lây quay cạo gió là do gì? Lúc trước mình nắm cá chạch với lương đó, mình vuốt là lấy cho vuốt đó. Vì vậy cho nên hôm nay mình thấy cái quả báo thầy nói quá hay cơ bác đồng đạo. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác, luật nhân quả thật là cao diễn suốt, cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Thì thôi, để trở lại một cái đoạn giảng của đồng đạo hỏi là: trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả ầm mì biết bao. Là từ đây sau là nó có xảy ra những cái trả quả ầm mì lắm cô bác. Cái ầm mì là như thế nào? Là Đức Thầy Ngài cho biết là sau này đó nó có những cái cảnh là khắp thế nào nào nước dân nào thân người chết, gần đến lúc đất trời gầm chuyển, nhân vật thai nhân non biển cũng về, thay người chết tọ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài thời ma trên, yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào tắt bỏ thân ngay, cọp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ gấp nhai người đời. Nói tới mấy đây mấy chỗ ly kỳ thì cô bác đồng đạo, cái chữ kỳ là sau này những cái cảnh cọp, thầy nói là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đon. Cái này là chỗ ly kỳ đó đó cô bác. Từ nào giờ là hổ lang ở đâu mà cô bác mình thấy Đức Thầy giới thiệu là tới muôn bày lắm. Cho nói cái việc này là chuyện ly kỳ đó nè. Cho nên cái ngày chúng sanh trả quả ly kỳ lắm. Nhưng mà mấy cái việc này là con người ta không có tin nữa đó. Bây giờ thấy thú đâu có nhiêu con đâu, mà thầy giới thiệu là sau này hổ lang ác thú tới muôn bày lắm đó. Lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ở nghênh ngang, đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Rồi là có người ta không tin đó, cho nên là hổ lang đâu mà ác thú muôn bày. Nào là thầy chứ còn có đoạn thầy nói nữa các bác. Cái chỗ này là mấy ly kỳ đặc biệt nữa nè, là nói về ông Két với ông Năm mấy ly kỳ nữa. Tại vì mấy cái việc này là từ xưa nay đâu có ai thấy đâu. Tại vì thế gian nói chung hiện giờ đó là mình nói những gì mắt thấy tai nghe người ta mới tin. Mà bây giờ Đức Thầy giới thiệu là ông Năm Chèo, sau này ông nổi tại Dầm Nao. Rồi là Đức Phật giới thiệu là cái núi ông Két sau này đã thành con chim Két. Các bạn thấy ly kỳ không? Yeah. Bây giờ cái việc ly kỳ thầy nói đến ngày trả quả ầm mì biết bao. Chữ ầm mì này là nhiều cái ly kỳ, nhiều cái ầm mì lắm cô bác. Sau này Đức Phật Ngài cho biết là mắt trông thấy tứ di hổ báo, tai nghe rền cày cáo mài năm. Đây cũng là ly kỳ đó. Mắt trông thấy tứ di, bốn phương đều có hổ báo. Mắt trông thấy tứ di hổ báo, tai nghe rền cày cáo mài năm. Mãng xà núp ẩn rừng xanh, lội bê uống khúc hoành hành gớm ghê, lũ bạo ác hồ mê bất tỉnh, dưới sông thì lởn ngởn xấu to.
cái chỗ này cũng là ly kỳ đó, đó cô bác làm đạo. Tại vì dưới sông thì lãnh ngẩn sốc co gió cho nó to, dưới trên con hét con hò lớp bay lớp chạy dài dò người hung lũ gian ác vô cùng sợ hãi. Người lương hiền chậm rãi bước đi, nhờ ơn có bậc thần các bậc thần kỳ thương người trung hậu hộ trì ra đời lần này dạy đạo để mà cứu vớt chúng ta ra khỏi cái sông mê bể khổ này. Mà lần này mà mình vẫn còn mê mang theo cõi hồng trần này mà không có thức tỉnh tu hành giải thoát đó, thầy nói là sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mô tảo bán tầng, thân chí cực nợ lần khăn chẳng dứt, chi cho bằng quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Vậy cho nên là đức thầy lần này thầy dạy mình lần này mà mình không có ra lắng lo tu kỳ này linh hồn chìm đắm đó cô bác. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, còn khổ hơn con phù du nữa. Thầy nói là con phù du nó nhảy vô đèn nó chết, nó chết chỉ kiếp thôi. Nhưng mà đức thầy nói lần này đó ha, nếu mà mình nếu mãi mê mang mùi lục tục lỵ lần này đó, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà cơ bác. Kiếp này mà chẳng chịu tu, hãm giam hồn phách chốn ao tù, làm bùn làm cỏ làm cây đá chơi chọi giữa trời dạng kiếp thu. Chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo von cho trẻ, nếu lần này thầy ra đời ra khai đạo đánh lên một tiếng chuông chúng ta thức tỉnh, hoài đầu trở lại nghe hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Nếu mà lần này không ráng quán thức tỉnh lo tu gần Phật tiên thì e rằng lần này mình chìm đắm chốn nơi hà, thầy đau lòng nó có bác. Lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời phiên tỉnh giới nào, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Thì vào cửa Phật mới hết khổ các bác. Bởi cái đoạn này đồng đạo nói đó là tầm nẻo cao siêu đến Phật đài, đến Phật đài mới hết khổ các bác. Phải cửa Phật chen vào mới hết khổ các bác, quy đầu Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Cho nên lần này là đức thầy nhắc nhở tí dụ cho cô bác cái chữ đồng đạo chúng ta dễ nắm, là đức thầy mới vô thầy tí dụ con phù du nó rất là khờ khạo bóng đèn, biết nhảy vô chết mà nó vẫn nhảy vô. Đó là thầy tí dụ chúng ta là kệ phiên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như coi vật ấy. Và là tí dụ nữa nè, giống xe cát biển đông thường thấy, tên giả tràng rất rất uổng công trình, khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Cô bác thấy con giả tràng không? Đừng nói giả tràng xe cát biển đông nhọc nhằn mà chẳng ra công cán gì. Nhọc nhằn là sao? Khi mà nước ròng nó ủi lên, nó xây nhà lầu, xây cái này kia đủ việc hết, thiết là cực khổ quá. Mà khi tới nước lớn thì nó một cơn sóng đẩy vô một cái, tấp vô một cái thì như là ba cái nhà lầu đài cát nguy nga gì là nó sụp đổ hết cơ bác. Đó là thầy thí dụ đó, đó. Vì vậy cho nên mà mình ở thế gian này mình cũng coi chừng mình cũng có công giả tràng đó. Hàng ngày chúng ta là mãi say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống, suối tiên thánh đổ ra cuồn cuộn, tràn ruộng lòng gieo giống mới nên, kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Là cái mộng ảo là ví như là mình tô điểm những cái lầu đài nguy ca đài cát giống như con giả tràng chứ các bác. Vậy nên thầy nói giống xe cát biển đông thường thấy, tên giả tràng rất uổng công trình, khi nước ròng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Thì đây là đức thầy tí dụ cho chúng ta dễ nhận thức để tìm hiểu cõi đời này là mộng ảo, của đời này là vốn vô thường, không có gì thật hết các bác. Vì vậy là đã trở lại bốn câu giảng của đồng đạo hỏi là trời quá buổi chinh chinh vừa trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ lánh thân ra, lánh thân ra khỏi kẻo mang tay, tầm nẻo cao siêu đến Phật đài. Kỳ này chúng ta phải dùng trí huệ để mà tầm đến cao siêu đến Phật đài mới hết khổ các bác. Vì vậy cái bốn câu giảng này chúng tôi tạm sanh chia ra ba ý. Ý thứ nhất, đức thầy thí dụ trời hoàng hôn là tượng trưng cho buổi hạ quân đã hết, sắp sửa chuyển sang qua đời thượng quân. Ý thứ hai là buổi huỳnh hôn, cái buổi huỳnh hôn là tượng trưng cho trời tối,
Mà nếu mà trời tối thì rất là có nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện để hại chúng sanh nhân loại. Ý thứ ba là Đức Thầy của chúng ta phải tìm nẻo cao siêu đến Phật Đài. Chỉ chúng ta tu hành đến về cõi Phật mới được thảnh thơi an dưỡng các bác. Còn nếu mà chưa đến có cái cõi Phật Đài thì chúng ta vẫn còn luân hồi sanh tử sáu nẻo này là rất đau khổ đó các bác. Phải kỳ này là chúng ta thầy dắt chúng ta là phải tới Phật Đài mới hết khổ. Trong chúng sanh nghĩ tận nuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Kỳ này Đức Thầy đưa ra cái đoạn giảng này để đưa chúng sanh về tới cõi Tây Phương cực lạc, không còn luân hồi sanh tử trong sáu nẻo luân hồi nữa. Mà hôm nay thì cô bác mình phải trở lại theo dõi bốn cái đoạn giảng, bốn câu giảng này. Chúng tôi sẽ tạm sanh ra ba ý. Thì thứ nhất là trời đã hoàng hôn là tượng trưng cho cái buổi hạ nguyên sắp chấm dứt, chỉ sang qua đời thượng nguyên. Mà buổi hạ nguyên chấm dứt nó có xảy ra rất là nhiều cảnh đau khổ, mà trong cái cảnh đau khổ này hôm nay nó đã ứng điềm rất là nhiều cảnh của bác. Thì để chúng tôi diễn ra một đoạn giảng này mà cô bác mình cũng thông cảm và theo dõi. Nam mô A Di Đà Phật. Lớp đau chết cởi thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương, hải dùng phép màu lập lại thượng quân. Việc thiên cơ khùng tỏ hết chân, cho trần hạ tường nơi lao ly. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ý thứ nhất là cô bác đồng đạo là trời đã hoàng hôn là Đức Thầy ý tí dụ là cái buổi hạ nguyên sắp sửa chấp dứt để chuyển sang qua cuộc đời thượng quân thánh đức. Thì là ý thứ nhất, mà cái từ cái buổi hạ nguyên mà chấm dứt chuyển sang qua đời thượng quân thánh đức, cô bác thấy không? Đức Thầy nói là lớp đau chết cởi thôi vô số, là cô bác thấy là có đúng không? Rồi thêm tà mai quá chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Rồi khắp thế giới cửa nhà tan nát. Rồi đây cô bác ngoài ra thấy là cái cạnh cái trận tam thế chiến sắp tới đây, và Đức Thầy nói là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàng cầu, thiệt thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cửu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái đoạn này đấy, Đức Thầy nói là trời đã hoàng hôn là tượng trưng cho là cái buổi hạ nguyên sắp chấm dứt. Mà cái buổi hạ nguyên sắp chấm dứt thì nó có xảy ra cái thứ nhất là lớp đau chết có thâu vô số, thêm tà ma yêu quá chặt đường. Thì cái cảnh trận dịch của COVID-19 vừa rồi các bác thấy đó là cái ứng điềm. Rồi cái ứng điềm thứ hai nữa đó là trận tam thế chiến sắp tới đây, mà Đức Thầy cho biết là khắp thế giới cứ nhà tan nát đó, cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu, hay là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàng cầu, thiết thiết tha tha. Cho nên cái trận giặc giả chiến tranh sắp tới đây là cũng do Thầy cho biết là ta đây ti không thể đem phép huệ linh
mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Vì lo loài người tàn bạo gây nên là cái chiến tranh giặc giả này là do chúng ta, Đức Phật cho biết là cũng do cái nghiệp sát của chúng sanh các bác. Tại vì vô lượng kiếp chúng sanh đã sát nghiệp, Đức Phật là cho biết là cái bao tử chúng ta giống như cái nghĩa địa, chúng ta nuốt sanh vật nhiều ngày đã thành tháng, nhiều tháng thành năm, nhiều năm thành đời. Từ vô lượng kiếp tới giờ cái bao tử chúng ta quá chứa nhiều cái quan hồn ở trong. Vì vậy cho nên là thầy nói là gây nghiệp giữ quan tương báo. Vì do cái gây nghiệp giữ quan tương báo này mà hôm nay đã là buổi hạ quân hạ, cho nên là thanh toán ăn quán các bác. Thanh toán ăn quán, vậy cho nên lúc này lúc chúng sanh là đang bị nhồi quả. Những cái nhân mình gieo từ vô lượng kiếp cộng tới kiếp này, thì hôm nay là ăn quán sẽ thanh toán cho buổi hạ quân này. Vì cho nên hôm nay Đức Phật nói là thay lền trong canh ngọt, quán hận thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt gây thành quả chiến tranh. Vậy là Đức Thầy Ngài cho biết là cái trận tam thế chiến đây sắp tới đây để cho chúng sanh trả những cái quả. Cái quả là từ vô lượng kiếp tới giờ cộng tới kiếp này khi chúng ta còn sát mạng chúng sanh. Đây, cái bao tử chúng ta đã chứa quá nhiều cái quan hồn sanh vật. Rồi nó xuống dưới nó tâu với tầng quảng dương ở dưới là người đó tên đó đã giết hại đập đầu cắt cổ lột da tôi, ăn nuốt tôi, làm cho tôi đau khổ, rồi tôi hận thấu trời xanh như thế nào. Cho nên là những cái quan hồn đó xuống thưa với tầng quảng dương, hôm nay là tầng quảng dương phải xử theo lý công bằng luật nhân quả các bác. Hôm nay thầy nói là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí ngài thông thả. Vì vậy cho nên Đức Thầy đã biết trước là cái trận khổ sắp tới đây, trận tam thế chiến để mà chấm dứt cái buổi hạ quân này để chuyển sang qua đời thượng quân, là Đức Thầy đã biết trước là đây cũng do con người chúng ta gây nên các bác. Ta đây không thể đem phép vợ linh mà cứu oan tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Vậy cho nên địa ngục cũng tại tâm làm quấy. Khi xưa chúng ta chưa hiểu đạo thì chúng ta còn gây những nghiệp sát, ăn nuốt chúng sanh, và thân thì phạm ba điều ác, sát sanh đã đặt tại giam, khẩu thì phạm bốn điều ác, một lưỡng thiệt, hai ỷ ngôn, ba ác khẩu, bốn ngữ, ý thì phạm ba điều ác, một tham lam, hai sân nộ, ba mê si. Vì vậy do 10 điều ác này phải chiêu cảm những cái trận trả quả chiến tranh sắp tới đây đó, mà Đức Thầy nói là đến chừng đó bốn phương có giặc. Đến chừng đó cô bác mình thấy chừng đó là chừng nào, cô bác mình kinh nghiệm tìm hiểu thêm nha. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau cái chữ ma thì Phật cứu không nên có lửa. Cho nên là Phật đã biết trước, cho nên Phật phiên chúng ta phải ráng cố gắng. Hôm nay là nay đã gặp đạo, là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây kỳ này Phật ra đời kỳ lần này để quyết đưa chúng về nơi non khú, tạo lưu bồng ngõ hội quần tiên, hay là theo ta đến chốn tiên bang đặng coi các nước hội hàng năm non. Vậy là dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dày xem hội hội long hoa. Vì vậy cho nên Đức Thầy xuống đây dạy cho tất cả chúng sanh đặng nương theo giáo lý của thầy, nương theo ánh đuốc của thầy, là đến này lần này chúng ta đến hội long hoa để tầm nẻo cao siêu đến Phật đài, để mà thoát cái cảnh luân hồi sanh tử xuống lên lên vô lượng kiếp tới giờ quá khổ rồi các bác. Đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa, mau tìm cõi an vui chư Phật ở, chớ tìm chìm luôn trong kiếp khổ trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng tìm sang thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo. Nay dí có gặp muôn ngàn khảo đảo, cũng ráng tu chớ ngơ ngáo trong lòng. Núi to bao đục mãi có ngài thông, đạo khó mấy cố công tu sẽ đắc. Thầy đó là nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì trí mới là liễu mai. Cho nên ngày này phải ráng cố gắng là đậu vào giáo lý của thầy. Thầy cho biết là để sau đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mơ giao thành. Ngày nay chim đã gặp cành, gặp cành là gặp cái đạo quá quá. Cái này ráng đậu vào cái cành này là đậu vào cái đạo, là tu theo giáo lý Phật giáo hảo. Để sau đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mơ giao thành. Ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Vậy là thầy vì thương chúng sanh, không muốn chúng sanh phải mà lên lên xuống xuống luân hồi trả quả,
Cho nên Phật mới kêu chúng ta phải ráng cái nấy kỳ này, phải ráng tỉnh ngộ, sớm tỉnh ngộ để lên đường giải thoát các bác. Thì lên đường giải thoát thì chúng ta phải nương vào cái giáo lý của Phật, của Thầy chúng ta kỳ này, ráng quán lo công phu hành đạo. Kiếp này nếu người không hành đạo, muôn kiếp sau khổ não vô cùng, sanh là vào nơi chốn mông lung, u mê như thú giữa vùng quan du, không gặp Phật, không nghe được Pháp, đạo không thông, diệt phước càng ghê, nạn tai hứng chịu trăm bề, biết nào ngài được mà để giữa kề tiên bang. Vì vậy cho nên lúc này là kỳ này là lúc là đò chiều chiếc chót, lần thứ chót, gọi lời kêu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, cho nên là nhắc cho quý cô bác và chư đồng đạo chúng ta phải ráng cố gắng quan tâm tới giáo lý Phật giáo hảo, nghe theo đó, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương, giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài rài gặp ta, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự di đoan mê tín thái quá, làm cho được đạo đức suy đồi. Vì vậy cho nên là giáo lý Thầy đã dạy trong đó hết trơn, lẽ siêu độ Phật Đà chỉ dạy, nghiệp giữ lành người phải tự lo, tự mình ăn mới được no, bắt người khắc thế ăn cho là lầm, thiếu hạnh phải tự làm lấy hạnh. Khi chúng ta thì ấy là chưa có tu đó, thì cái hạnh đức chúng ta kém, thì chúng ta tự làm như thế nào chúng ta lại có hạnh. Thầy nói là hạnh đức ăn cần ráng tập chuyên, thất tổ củ quyền nơi chính suối, mỉa mai xa lánh sáu đường duyên, thiếu hạnh phải tự làm lấy hạnh, chưa biết tu thì tự tánh lo tu. Từ nào giờ mình chưa biết tu, mình còn ăn nuốt chúng sanh đó, để mà gây nghiệp quả đó, mà gây nghiệp quả lần này thì không có tránh khỏi cái cận tam thế chiến cho tới đây các bác. Tại vì Đức Thầy nói là rõ ràng đó, ta đây khi không phải đem phép gọi linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo nên, mà Đức Phật nói á, cái nghiệp chiến tranh này á, là do cái nghiệp sát của chúng sanh vô lượng kiếp các bác. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa đó, là Đức Phật nói là thay lền trong canh ngọt, quán hận thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt gây thành quả chiến tranh. Vậy cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời, ngài cũng cho tiên tri cho biết là trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, phải tìm đèn trí huệ, là cái buổi hạ nguyên này đã chuyển sang, sắp sửa chuyển sang qua thượng đời thượng nguyên. Mà Đức Thầy nói là cấp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nguyên. Mà trước khi lập lại thượng nguyên thì Thầy nói là buổi nhập tiệc trải qua tràn pháo, khối mịt mù văn sát đầy đường. Cho nên trước cái ngày lại hội Long Hoa đó, các bác phải nên nhớ, Thầy nói là buổi nhập tiệc trải qua tràn pháo, trước cái ngày lập hội Long Hoa là phải trải qua một cái trận tam thế chiến là khủng khiếp các bác. Khối mịt mù văn sát đầy đường, người đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lập bụp, rồi mặt nước biển lô nhô lặn hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Vậy cho nên có đồng đạo hỏi là mặt nước biển rồi chim đua bay cá lại tranh mồi, là Đức Thầy nói chim đua bay là như thế nào? Thì cô bác mình là Đức Thầy cũng tỉ dụ đó. Cái phẩm giáo lý của Thầy đó là tỉ dụ nhiều lắm cô bác. Chim đua bay này không thể bây giờ Đức Thầy nói là chim này đi, con chim này nó con chim nó bay trên trời nó đua bay, không phải. Cái này Đức Thầy dùng ý đó cô bác. Chim đua bay là ý nói là cái trận chiến ở ngoài biển Đông. Chim đua bay là ở ngoài biển Đông, cô bác thấy không, nói dàn trận mấy năm nay đó. Là chim là tượng trưng cho máy bay, nó bay trên, nó quánh ở trên. Cá là tượng trưng cho là tàu lặn nó đánh dưới. Rồi cho nên là ngọn thủy triều nó rút sụt cho là nó bỏ bơm trong cái biển các bác. Biển bỏ bơm lần này là các bác thấy Phật ngài cho biết là đến tới đời đất khởi trời ôi, đông tây nam bắc ối thôi tưng bừng, giặc nhã lớn chưa từng ngó thấy. Chúng dùng nhiều khí giới tinh thiên, khinh thiên, làm cho đất động trời nghiêng. Đó là cá lại tranh mồi đó các bác. Sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường, thay lắp giáp bình dương biển lớn, máu cho đầy khắp chốn cùng nơi. Còn chi mạng sống người đời, nếu không trưởng phước là khó ngồi thế gian. Trưởng phước Đức Thầy khi chúng ta là phải ráng cố gắng là lo làm phước các bác. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào ngôi. Kỳ này phải ráng lo trưởng phước các bác. Diệt việc xảy đến cực kỳ khốc liệt, chúng sanh cần trưởng phước cho cao. Con ơi, nếu chẳng ba đào thuyền, từ đâu nhọc công vào biển mê. Chớ rời khách hãy kề bên khách, rước nơi nhân gian nam bắc kẻo chìm. Dầu sao cũng chớ ngồi im, nếu còn có kẻ đắm chìm trong mê. Vậy cho nên
muốn qua những cái cảnh khổ, qua những cái đại nạn sắp tới đây, qua cái muốn qua khỏi cái cảnh tam thế chiến sắp tới đây, cô bác mình phải ráng có lo tu và lo trưởng phước cô bác. Thầy nói trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên, thì muốn được đa phước thì thầy nói là điều cần nhất là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Muốn cho rắn đặng quá cừu, xả thân làm phước diêm phù vượt qua, để sao đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Cho nên cái cảnh khổ cho tới đây là tới bát loạn lắm nghe các bác, bát loạn lắm đó. Cho nên từ cái buổi hạ nguyên mà chuyển sang qua đời thượng nguyên mà thầy nói là trời đã hoàng hôn đó ha, là nó tới bát loạn lắm, tám cái nạn lớn đó. Cái nạn lớn là gì? Thầy nói là ôi khổ thảm bốn bề sống dày dòm lưng trời, lửa cháy liên miên tiêu điều sản vật điện viên, thần thông biến qua dưới miền trung ương. Đó là cái bát loạn đây, theo chúng tôi hiểu đó là nào là nước dưng, nào là lửa cháy, nào là lạc giả, nào là bệnh dịch, nào là cảnh đói của bác. Cho nên là gần đến lúc đất trời gầm chuyển, nhân vật thai non biển cũng dời, thay người chết tọa bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài thời ma rên, yêu ma chúng yêu kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào tắt bỏ thay ngay, cọp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ gấp nhai người đời, khắp nam bắc khí trời mù mịt, lộ không người nhà bích ngõ ra, người chưa từng thấy được ma, bị ma hiện đến sẽ là hồn khinh, mặt mày cả ngút nanh có đủ, thân giống người hình thú xấu xa, người thường bị dớ vào da, phù mình nhức nhối đến mà tắt hơi, kẻ bị nó bóp nơi hầu họng, chết liền khi không kịp chối chân, những người bị nó nhe răng hồn phi phách tán, nổi cơn điên cuồng, giết cha mẹ giết luôn con cháu, tánh hung hăng táo bạo phi thường, ăn dơ ở giấy không lường, đến ngày bỏ xác ngoài đường mới thôi, có thứ ma dùng hơi gió độc thổi cả làng cảm sốt chết ngay. Quát thổi cả làng cảm sốt chết ngay có chưa? Thấy cái trận cảm sốt được rồi đó, thấy là chết còn chết lớp lớp luôn đó. Cái này thật nó nói rồi, bây giờ thấy ứng hiện được rồi, chặn rồi đó. Chặn rồi là chấn động cả chấn động đó. Có thứ ma dùng hơi gió độc thấy chưa? Nó thổi một cái là chết cái hoàng, mà không phải là một làng hai làng đâu. Nó thổi một chặn rồi đó là cảm sốt chết là rồi đó ha. Là nó thổi vô một cái là cái phổi thở không nổi. Thổi cả làng cảm sốt đó ngay, mà này không phải cả làng mà tất cả thế giới luôn. Cái chặn là rồi đó, bây quá thấy bị cảm sốt rồi đi, cảm sốt đi. Ai mà khám vô cảm sốt là F0 đi cách ly liền đó. Là cái như là khi mà khám được cái trận dịch được rồi, bác thấy mường tượng lại ốc còn nổi đó. Khi mà khám tới mà cảm sốt còn có là chạy trốn đó, phải bị chi nã đó. Ai mà gặp được người này là phải lôi ra nghe, chứ người nào giấu cái người bệnh đó là cũng bị lây đó. Vì vậy cho nên là cái cảnh của bác thấy Phật nói là quá ứng điềm, quá là đặc biệt. Có thứ ma dùng hơi gió độc thổi cả làng cảm sốt chết ngay, mà không phải cả làng không, mà cả nó thổi chặn rồi là cả thế giới đều phải cảm sốt chết. Mà nước nào cũng bị chân. Nhiều quá thấy khủng khiếp, vậy là lời của Phật nói quá là đặc biệt. Hiện hình khắp cả đó đây, đến đâu chết đó, phép tài kinh thiên. Đặc biệt nó đi tới đâu là chết ở đó không? Mới vô nó đi bên Trung Quốc trước. Trung Quốc là cái quần gì? Nước gì? Cái quần Vũ Hán. Nó đi tới đâu là đến đâu chết đó, phép tài kinh thiên, nó mới vô là nó thổi Vũ Hán trước. Dạ. Thổi Vũ Hán rồi là từ từ qua bên Âu Châu, từ Á Châu đến Việt Nam của mình, tới Việt Nam mình là sau cùng. Mà các bác thấy nó thổi đến đâu chết đó là phép tài kinh thiên, khủng khiếp. Các bác thấy cái loại ma này, loại ma độc đáo dữ dằn ghê gớm. Các bác ơi, ráng ráng lo tu. Theo cái dữ liệu mà trên mạng là tổng số mà thế giới mà bị chết vì Covid là trên 70 người đó, xung quanh quá khủng khiếp. Dạ, con số khủng khiếp các bác. Vì vậy cho nên lời của Phật Ngài đã biết trước, đã tiên tri chúng ta và lặng chi để thức tỉnh lo tu. Ta mới yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu kỳ này. Đức thầy nói là chúng ta phải ráng cố gắng là tưởng nhớ Phật, kỳ này là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mấy màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Chẳng những mình niệm Phật là những cái loại ma quỷ nãy giờ là nó không có gieo hại nhiễu hại được các bác. Tại vì là Di Đà lục tự ráng ghi,
niệm cho tà quỷ vậy thì răng ra. Cho nên cái người mà niệm Nam Mô Đà Phật đó, trong kinh Phật cho biết đó, cách 40 dặm các loại quỷ dọa xa, quỷ ra sát không lại gần người đó giữ hại được. Tại vì sao? Thầy nói là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mẫu khang các bác. Vậy cho nên là pháp môn niệm Phật để tránh qua những cái tai nạn khủng khiếp cho tới đây. Niệm Phật để chúng ta được về cõi Phật nữa. Nhưng mà được về cõi Phật chút xíu chúng tôi sẽ bàn cái đoạn này sau. Vậy cho nên là kỳ này Đức Thầy kêu là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dặm cửa quyền sớm tối màu. À, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Cái người mà niệm Phật nhiều đó là lòng sầu phiền não của mình nó sẽ giảm dữ lắm đó nghe các bác. Có người niệm nhiều đó, nhiều dần nào nhất tâm bất loạn đó ha, là lòng sầu phiền não tiêu luôn. Tại vì mình thấy đó, ngày nào mà mình niệm Phật ít đó, ngày đó đụng cảnh mình dễ phiền não lắm, gặp cảnh mình cũng dễ nhiễm lắm, gặp cái gì cũng ham chứ. Mà mấy cái ngày nào mà mình trở lại con đường công phu mà lo niệm Phật nhiều đó ha, tội mấy người đó nó an lạc lắm cô bác ơi. Thầy dạy rất là đặc biệt, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Cái người mà lo niệm Phật nhiều đó cô bác, cái tâm nó an lạc, nó thảnh thơi, nó thơ thới, nó nhẹ vô cùng, như là bong bóng, nó nhẹ vô cùng là nhẹ. Bởi vậy là tu là phúc của thân hiện tại, mà tu là vui của cái đời sau, tu làm nhẹ kiếp khổ đau, phải không? Nhờ niệm Phật giết mà kiếp khổ đau chúng ta, niệm Phật giết mà chúng ta quên khổ, niệm Phật giết mà chúng ta quên bệnh. Cho nên niệm giết mà cái tâm chúng ta an lạc, mà niệm đến khi mà nhất tâm bất loạn thì lúc đó là vọng niệm chúng sanh đã dứt các tình dục và lòng ham muốn, còn đâu nở sanh ra được. Mà chúng ta niệm riết rồi đến khi một ngày thì nói là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật các yên lành. Vì vậy là Đức Thầy tiên tri nói lên những cái cảnh là trời đã hoàng hôn để cho chúng ta biết là đây là thầy thí dụ là buổi hạ nguyên sắp sửa chuyển sang qua đời thượng nguyên thấp nhất, là sắp sửa chuyển sang qua cuộc đời thượng nguyên thánh đức, thì nó có nhiều cái hiện tượng xảy ra khủng khiếp. Là thầy nói là để sau nước phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Bát loạn là những cái cảnh là nước kia nước dưng rồi lửa cháy, nào là chiến tranh, nào là bệnh dịch đủ rồi, nào là cái nạn đói khát nữa các bác. Vì vậy là có thứ ma dùng hơi gió độc thổi cả làng, cảm xúc chết ngay hiện hình khắp cả đó đây, đến đâu chết đó, phép tài kinh thiên, chúng sanh khắp cả miền Âu Á gặp cảnh này mới tá quả lên. Tá quả các bác, cái chặng vừa rồi là các bác thấy tá quả hết trơn. Khi mà gặp cái cảnh này rồi tá quả lên, bây giờ các ngài dạy phương pháp nào để tránh cái cảnh tá quả này? Sớm lo phước đức xây nền. Hồi nãy thầy kêu là phải lo, Phật kêu phải lo trưởng phước phải không? Mà bây giờ cái đoạn này là các ngài kêu mình phải phước đức xây nền. Sớm lo phước đức xây nền để làm thành lũy vững bền chống yêu. Gần đến lúc tàn tiêu thế giới bị gai quào cũng hại đến thân. Đến khi cỏ cắt tay chân cũng làm độc đến lần lần bỏ thay. Từ trong cỏ, trong cây, trong nước, trong khí trời có chất độc luôn. Người nào khi đã bị suông mạng căng nào thể như đường tơ treo. Vì vậy cho nên là các bác thấy là cái đoạn này là các bác mình kinh nghiệm nghe. Từ trong cỏ, trong cây, trong nước, trong khí trời có chất độc luôn. Là ý đây là ý nó cái trận tam thế chiến là xảy ra rồi, những cái nguyên tử hạt nhân họ bắn ra đó, là khi mà bay ra những khí hậu chúng ta hử những không khí độc đều là có độc hết. Thì đó là cái đoạn này là các ngài đã tiên tri cho chúng ta biết là ráng cố gắng lo niệm Phật. Tại vì chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, niệm cho thầy nói là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Thì đó cho qua ý thứ nhất là Đức Thầy nói là những cái cảnh trời đảo hoàng hôn, là ý nói những cái cảnh khổ sắp tới đây trong buổi hạ quân này, mà chúng ta phải muốn tránh khổ bằng cách là phải ráng trở lại con đường lo tu thân hành thiện, và ráng lo cúng lại, và ráng lo niệm Phật cho nhiều các bác, nhiều nào tốt thì nấy các bác. Là cho qua ý thứ nhất. Ý thứ hai là trời đã hoàng hôn, là thầy cho biết là cái hoàng hôn là các bác thấy là thường thường trời tối là nó là đổi là khí hậu âm rồi đó. Ban ngày là khí dương, ban đêm là khí âm. Mà khí âm là tượng trưng cho là cái tà ma yêu quái xuất hiện trong buổi hạ quân này rất là nhiều. Bởi tại vì á là Đức Thầy Ngài cho biết là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, phiên dương trần sớm tránh mấy màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước, thuyền chúng nó thẳng bờm chảy lướt, lọt ngoài khơi mới hết nọ phan. Cho nên là cái buổi hạ nguyên hạ này là Đức Phật Ngài đó cho biết là kỳ này tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lang tâm biến quả dân, tà quái hạ nguyên khai ác chiến, ác niên bình thử kiến quân thần. Hay là cho thầy nói là
tam thiên lục bá khắp tràng hạ dân, đến thân dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống rượu quan, tiếng than lụy ngọc nhỏ tràng, nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Lần này là tam thiên lục bá xuống, lần này khắp tràng hạ dân nghe các bác. Ráng quán là cẩn thận nghe, lúc này phải dùng đèn trí huệ nghe, dùng đèn trí huệ để kinh nghiệm xá. Chúng ta phải suy tư, suy nghĩ cho kỹ, tìm đèn trí huệ lánh thân ra, để không thôi là lầm tà đạo là nhân hư bất dụng. Cho nên được thầy cho biết là cái buổi hoàng hôn này là tượng trưng cho là trời tối, mà trời tối là khí âm của bác. Đức thầy nói là được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở, bỗng dông luồn âm khí nặng nời. Âm khí là cái khí âm, là khí ban đêm đó. Là khí này là cái khí này là không được, là tốt lắm các bác. Bỗng dông luồn âm khí nặng nề, phải ngóng chờ cho phụng gặp kê, ấy thời đại thánh tiên chỗ mặt. Cho nên là cái buổi hạ quân là rất là nhiều tà ma, nhiều cái đạo tà họ xuất hiện, họ để quyến rũ chúng ta xa. Thầy nói là xa cạm bẫy là khó mong chống chót các bác. Thầy cho biết là bàn môn tài phép nào tường, kêu trời dẫm đất cũng thời giả răng, nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tả đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh, thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thì mắc tan tành về sau. Cho nên các đạo tà bây giờ họ dùng bùa mê thuốc lú lắm các bác, cẩn thận một chút nha. Họ dùng bùa mê thuốc lú khi mà chúng ta bị bùa của họ rồi, bùa nghe của họ đó, là họ kêu mình làm cái gì đều làm hết các bác. Nhiều khi về bán đất bán nhà, bán đất bán này kia tài sản để mà đem phục vụ cho họ hết các bác. Tại vì đó là bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh, thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thì mắc tan tành người về sau. Cho nên thầy dặn chỗ này các bác với đồng đạo và chúng tôi kinh nghiệm cho kỹ, là chúng ta tránh là khỏi lầm con đường tà. Thầy nói là làm chẳng chọn là uổng thai một kiếp. Thầy nói là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc bào cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Đó là các bác nhớ cái đoạn này nghe. Từ đây về sau các bác mình dòm đó, ai mà không dùng của thế mà sắc màu cũng không thì đó là chân chánh. Thì đó là cái phần thứ ý thứ hai, là trong cái buổi quỳnh hôn này là nó có rất là nhiều cái đạo tà xuống đây, là thầy cho biết là tam thiên lục bá khắp tràng hải dân đó các bác. Vì nó là các bác mà phải dùng trí đạo để mà suy nghĩ tư duy cho nó kỹ lưỡng. Người nào đúng chân chánh thì nó lựa cho phải cột phải kèo, phải dai phải giới mà theo cõi lầm, ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khổ lâm khổ hình. Cho nên Đức Thầy nói những cái bực chánh đó, người ta ẩn dạng, cái đồ thiệt đó là ẩn, ta ít khi nào ta phô trương bên ngoài nhiều lắm. Không bao giờ cái đồ tốt mà ta phô trương bên ngoài ta giới thiệu nhiều đâu các bác. Cái đồ tốt đúng là thầy nói là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm sợ khéo sơn gia, thì sau này đến lúc phong ba dông gió lớn cột kèo khỏi gãi. Vì vậy cho nên thầy nói là ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Phải chọn đúng con đường chánh các bác, mà phải chọn đúng con đường chánh phải đi. Thì thầy mới cho với phiên chúng ta ý thứ hai này là trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, phải gắng cố gắng là sớm tỉnh ngộ, chắc tỉnh lặng lo chúng ta lo tu, mà phải dùng trí huệ để mà lãnh thân ra, dùng trí đợi chúng trí huệ là tìm đèn trí huệ. Mà tìm đèn trí huệ tìm ở đâu? Thì tìm đèn trí huệ là chúng tôi nhắc lại lần nữa là cô bác mình phải trở về tu theo giáo lý thầy các bác. Nay gặp gốc phải mau tầm gốc, để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà dời, mắt nhìn xem yêu quái bốn bời, bởi ác đức nên không ai cứu. Tại chúng ta không chịu tu còn làm ác, hai nữa chúng ta tu và tu lạc theo bên tà thì cũng là Phật không cứu quá. Tại vì theo vị đoan cúng kiến tinh tà thì sau này gặp chuyện thiết ta, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Vậy cho nên là để gặp Phật ngồi mà than khóc, than khóc cho được. Tại Phật ra đời khai đạo tháng 5 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Tháng 5 18 ngày 15 ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939 tới giờ là 2023 rồi, mà tới bây giờ chúng ta chưa tỉnh thức để trở lại con đường tu thân hành thiện. Mà chúng ta đã tỉnh thức tu rồi mà chúng ta tu lạc bên theo bên tà đạo thì chúng ta cũng không được cứu các bác.
thấy bá tánh nghinh tăng nghiễm và cụ, học ai mà ngang ngược nhiều lời, phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có cởi công sanh dưỡng dục, thương lê thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Ráng cố gắng kỳ này của bác, ngoài lời của Phật của thầy của bác, mình phải dùng đèn trí huệ để chúng ta phải kinh nghiệm, rồi chúng ta phải ráng lo tu đúng, đi tu đúng theo cái giáo lý chân lý của Đức Thầy, thì một ngày kia ngài thầy trở lại hội Long Hoa chúng ta mới có mặt, lúc đó Đức Thầy mới ban thưởng cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đó là chúng ta nghe lời thầy dạy, chúng ta lo tu thì ngài thầy trở lại chúng ta sẽ được thưởng và chúng ta sẽ được đắc đạo quá. Dạ, giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời cái quả khổ sau này, thì vì cô bác cùng chúng tôi ráng cố gắng kỳ này ráng nghe lời thầy, ráng lo niệm Phật, đừng có nhỏ to nữa, tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong, tu cầu cứu vớt tổ tông, giới cho bá tánh máu hồng bớt rơi, tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mơi phản hồi. Vậy là từ đây cô bác cùng chúng tôi ráng lo tu cầu và ráng lo trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, hay là nghĩ suy cho dạng sự đời, tu là cổ phúc của người trần gian, dầu cho các bậc giàu sang, chữ tu chẳng có như thòn nước vô, lấy gian hùng mà dựng cơ đồ, không bằng lấy đức Nam Mô xây thành. Vậy là bây giờ cô bác chúng tôi chỉ là còn có lấy cái đức Nam Mô với đạo Phật, và lúc này phải mau trở lại cái con đường niệm Phật mới là kịp lúc thời kỳ này. Tại vì Đức Thầy nói là thiên cơ biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chiên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, tuần quần thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ là lòng đây chẳng sờn. Hay là khắp thế giới binh lương cổ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, tiếng ai bi thở than déo dắt, khắp đông tây nam bắc chịu u sầu. Vậy là cái màn khổ từ đây thì sao, cái màn khổ đó đã diễn biến tới cô bác. Vậy là trở lại một đoạn giảng đồng đạo hỏi là trời đà sắp đặt ly kỳ, đến ngày tả trả quả ầm mì biết bao, thỏ cho kẻ khát khao đạo đức danh thánh tài, thơm rực non sông theo đòi học cổ của ông, nguồn dân kêu gọi ngừa đồng tâm tu. Vậy là cô bác cùng chúng tôi kỳ này nghe lời của Đức Phật Đức Thầy, trở lại con đường lo tu thân hành thiện mới kịp thời kỳ là đời cùng, tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Hay là phương nam dạ ngọc chó lò, lưu ly hữu phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, tu mau kẻo chở hỏi người ôi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi, công danh phú quý cuộc đời là tuồng mộng ảo, giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu do lắm lại càng khổ thân, rồi khi tách biệt dương trần hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu, chi bằng thức tỉnh tu mau kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn, mau mau lẹ bước xuống thòn đo chiều chiến chót rước toàn người tu. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà.